Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức sự kiện đạp xe câu chuyện về lộ trình xanh và khai mạc triển lãm Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trao quyết định cho phép hoạt động đối với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Phiên chợ Hương xưa làng cổ năm 2022 đã mang đến không khí sôi động, thu hút hàng nghìn lượt khách về với làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, mở ra tín hiệu khởi sắc cho du lịch phong biển. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kim Holun Christensen, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Cùng tiếp và làm việc còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự vui mừng khi đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định mối quan hệ Việt Nam Đan Mạch ngày càng củng cố và phát triển. Chia sẻ với đại sứ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, bên cạnh việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, tỉnh cũng rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Chính vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với các địa phương và đối tác Đan Mạch, trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển thành phố thông minh, thành phố xanh, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh, cũng như bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Đáp lại tình cảm của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, đại sứ Kim Holun Christensen cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho đất nước Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương để lại nhiều dấu ấn cho bản thân khi đến tham quan và làm việc. Trong đó nhấn mạnh thành phố Huế là một đô thị du lịch văn minh, hạnh phúc với các tiêu chí xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường, cùng với bề dày về lịch sử, văn hóa, giáo dục và di sản của một vùng đất cổ đô. Qua đó bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa Đan Mạch và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ luôn được phát triển ổn định, bền vững và lâu dài. Nhằm thúc đẩy Huế từng bước hình thành đô thị văn hóa, di sản sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh, sáng nay Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức sự kiện đạp xe câu chuyện về lộ trình xanh và khai mạc triển lãm Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Tham dự sự kiện có ông Kim Holun Christensen, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan. Từ 5 giờ 30 phút sáng, hơn 200 thành viên là cá nhân, tổ chức, cả câu lạc bộ đã hăng hải tham gia sự kiện đạp xe câu chuyện về lộ trình xanh. Xuất phát từ Bia Quốc học, đi qua các cây cầu và cung đường đẹp của thành phố, người tham gia đã có cơ hội được ngắm nhìn cảnh quan cũng như tận hưởng không khí trong lành của Huế vào sáng sớm. Đây cũng là dịp để thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao nói chung và phát triển loại hình xe đạp nói riêng trong cộng đồng người dân ở cố đô Huế và những người yêu Huế để nâng cao sức khỏe, có ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến một Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Tôi cảm thấy sáng hôm nay được tham gia cuộc xe đạp này rất là vui và rất là phấn khởi, như được nạp lên năng lượng buổi sáng cho hàng ngày. Hôm nay tham gia thì mình cảm thấy là mà mọi người đấy là rất là đoàn kết và cảm thấy trong cái hội thành viên của bên chuỗi xe đạp ở tỉnh Thừa Thiên Huế mình là cảm thấy là ngày càng đông và càng và thu hút được nhiều giới trẻ cũng như người lớn và mình cảm thấy rất là vui. Ngay sau khi kết thúc hành trình đạp xe, các thành viên tham dự lễ khai mạc và ngắm nhìn những bức ảnh trong triển lãm Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Với tổng cộng 17 bức ảnh giới thiệu về những kết quả đạt được sau 20 năm nỗ lực chuyển đổi công trình đô thị đầy sáng tạo và mô hình giao thông an toàn, thân thiện với môi trường, người xem sẽ được ngắm nhìn một thành phố Copenhagen hiện đại, năng động và thân thiện với môi trường khi xe đạp trở thành một phương tiện phổ biến. Thưa quý vị, với những bức tranh, những hình ảnh vô cùng sinh động về chủ đề Copenhagen, thành phố đáng sống, thành phố xe đạp, hy vọng rằng sẽ giúp cho lãnh đạo cũng như người dân thành phố Huế tìm ra được những cách làm hay, hiệu quả để đưa Huế trở thành một thành phố gắn liền với xe đạp, trở thành một thành phố du lịch xanh trên bản đồ của Việt Nam. Tại triển lãm, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đã trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế những dự án sáng tạo và đột phá của thành phố Copenhagen nhằm ưu tiên cho sự phát triển của loại hình xe đạp trong thành phố.
qua đó mong muốn những giải pháp của nước bạn sẽ giúp cho Huế có thêm nhiều ý tưởng trong việc xây dựng một thành phố xanh, sạch, sáng và thân thiện với môi trường. Thành phố Copenhagen của chúng tôi đã thành công trong chuyển đổi mô hình giao thông để trở thành một thành phố đáng sống, thành phố xe đạp. Qua cuộc trao đổi với ông Phan Ngọc Thọ và ông Hoàng Hải Minh, tôi hy vọng sẽ mang đến cho Huế những phương pháp có ích để sớm giúp Huế trở thành một thành phố đáng sống, an toàn và thân thiện với môi trường. Qua những chương trình này thì chúng tôi đang cố gắng là cùng làm việc với các sở ban ngành và các đơn vị, thì đặc biệt là địa bàn Thừa Thiên Huế, để địa bàn của thành phố Huế, để có các chương trình đạp xe thường xuyên và để người dân có những cái chương trình vận động như này vào cuối tuần, bên cạnh các cái tổ chức chương trình như là thể thao, như chạy bộ nữa, thì tạo ra một cái thành phố Huế rất là sạch và rất là trong lành trong con mắt của tất cả người dân cũng như là khách du lịch. Với những nỗ lực trong việc tạo nên một thành phố Huế xinh đẹp, trong lành và thân thiện với môi trường, chuỗi các hoạt động về đạp xe được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng, để mỗi người dân quan tâm hơn đến việc sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tinh thần mà còn góp phần làm cho Huế xanh hơn và đáng sống hơn. Chiều nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra hội thảo với chủ đề đạp xe câu chuyện về lộ trình xanh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu Nhật Bản và thủ đô Hà Nội. Tham dự hội thảo có ông Kim Ho-jun Christensen, đại sứ đặc mệnh tại Việt Nam, ông Hoàng Hải Minh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Trần Thu Hà, phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng các chuyên gia đến từ đặc mệnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã lắng nghe phần trình bày đánh giá của các chuyên gia trong việc xây dựng Huế trở thành một thành phố sử dụng xe đạp phổ biến trong tương lai. Với các điều kiện cũng như lợi thế riêng có của mình, tỉnh sẽ sớm đưa ra những phương hướng giải quyết phù hợp, qua đó thay đổi thói quen di chuyển bằng ô tô và xe máy của người dân để chuyển sang sử dụng xe đạp, phương tiện an toàn và thân thiện với môi trường. Phát biểu tại hội thảo, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian tới, các dự án hạ tầng dành cho xe đạp dọc hai bên bờ sông Hương sẽ được chính quyền tiếp tục triển khai, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Để làm được điều này, chính quyền địa phương sẽ tích cực tiếp thu, lắng nghe những ý kiến, mô hình, cách làm hay từ các chuyên gia, hướng đến lộ trình xây dựng Huế trở thành thành phố xe đạp. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp. Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2022-2027 của Hiệp hội là doanh nghiệp và doanh nhân Thừa Thiên Huế đoàn kết tốt, làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thưa các vị khách quý, báo cáo tại đại hội cho biết, đầu năm 2017, Hiệp hội có 500 hội viên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển thêm hơn 300 doanh nghiệp hội viên mới, nâng tổng số hội viên của nhiệm kỳ lên 807 hội viên, trong đó gồm 400 hội viên chính thức của Hiệp hội và 417 hội viên của các hội câu lạc bộ cơ sở. Cùng trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong 3 năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch. Tuy nhiên, nhờ có những chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước, của tỉnh, sự nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ của Hiệp hội cũng như với ý chí vượt khó tổ chức lại sản xuất để thích ứng an toàn với dịch bệnh, nên phần lớn doanh nghiệp trong tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, đóng góp vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong tỉnh với hơn 810.000 người trong gần 100 khóa đào tạo. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, Hiệp hội Doanh nghiệp tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức Hiệp hội, phát triển doanh nghiệp hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hiệp hội và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực đối với hội viên, để góp sức chung tay xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy nhằm khảo sát, kiểm tra, đánh giá lại tổ chức bộ máy hoạt động của Đảng ủy, vai trò của cá nhân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Thủy Châu cho biết, Đảng bộ phường có 20 chi bộ đảng trực thuộc với 294 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ phường có 15 ủy viên, Ban thường vụ Đảng ủy có 5 ủy viên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 5 ủy viên.
Nhiều bất cập, tồn tại, khó khăn từ thực tế đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường Thủy Châu đặt ra tại buổi làm việc. Nguyên nhân là do bí thư chi bộ kiêm nhiệm thêm chức danh tổ trưởng tổ dân phố nên công tác lãnh đạo điều hành chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, Đảng ủy phường Thủy Châu cần ra soát, thống kê lại những cái được, chưa được, những tồn tại khó khăn vướng mắc để tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Nhiệm vụ quan trọng là phải đánh giá thật kỹ, lắng nghe cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảng ủy phường Thủy Châu cần ra soát lại quy chế làm việc, quy trình công tác cho từng tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tránh tình trạng chung chung không cụ thể, thiết thực tại cơ sở. Để thực hiện mục tiêu cao nhất là ổn định tình hình, nâng cao mức sống người dân, xây dựng phường Thủy Châu phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Chiều qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã trao quyết định cho phép hoạt động đối với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại diện gia đình Đại tướng đón nhận quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao sự nỗ lực khẩn trương của gia đình Đại tướng trong việc xây dựng bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời bày tỏ vui mừng khi trên địa bàn tỉnh có thêm một địa chỉ văn hóa thiết kế bảo tàng ngoài công lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ bảo tàng về công tác trưng bày, hướng dẫn nghiệp vụ, liên kết với các bảo tàng trên địa bàn tỉnh. Dự kiến bảo tàng sẽ khai trương vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Chiều nay, Ban tổ chức Festival Huế 2022 ký kết hợp đồng tài trợ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Là đơn vị luôn đồng hành cùng cả kỳ Festival Huế từ những ngày đầu, tại kỳ festival năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tiếp tục đồng hành với danh vị tài trợ đồng với mức tài trợ 1 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Agribank trong các kỳ lễ hội Festival Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc tiếp tục là nhà tài trợ đồng, sự đồng hành của Agribank sẽ tạo nên thành công cho Festival Huế 2022 gắn với định hướng Festival bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm, tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng du lịch, thu hút du khách, phát triển kinh tế xã hội, để Huế thực sự trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Sau thời gian vận động, sáng nay, Chi hội Du lịch Cộng đồng trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế chính thức ra mắt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Chi hội Du lịch Cộng đồng được thành lập gồm 25 thành viên là các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh tham gia. Chi hội hoạt động theo các tiêu chí và mục đích nhằm đảm bảo văn hóa, thiên nhiên bền vững, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tạo mối quan hệ đặc biệt giữa địa phương và du khách, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời gia tăng lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường thiên nhiên. Sau khi thành lập, Chi hội Du lịch Cộng đồng tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, kết nạp hội viên mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn cho các điểm du lịch cộng đồng, xây dựng bộ tiêu chí đặc thù cho du lịch cộng đồng khu vực miền Trung, phối hợp tổ chức khai thác và phát triển du lịch phù hợp với từng điểm đến nhằm phát triển du lịch theo hướng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kích cầu du lịch trở lại, mới đây, huyện Phong Điền đã tổ chức phiên chợ Hương xưa làng cổ năm 2022. Phiên chợ đã mang đến không khí sôi động, thu hút hàng nghìn lượt khách về với làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa. Đây thực sự là tín hiệu khởi sắc cho du lịch Phong Điền sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến với phiên chợ Hương xưa làng cổ, người dân và du khách thập phương được trải nghiệm, thưởng thức các món ăn do chính người dân trong làng làm ra như bún, bánh cuốn, bánh đúc, bánh canh, bánh quay vạc, bánh phu thê, bánh gạo. Du khách có thể mua mang về các sản phẩm của làng quê như mít và rau, củ quả và các món ăn, đồng thời tham quan mua sắm các sản phẩm túi xách, nón của làng nghề đệm bàng Phò Trạch, thưởng thức hương vị trà sen của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hữu cơ Huế Việt. Ngoài ra, đến với phiên chợ, du khách sẽ được đắm mình trong trò chơi dân gian bịt mắt đập âm của vùng quê, trải nghiệm làm gốm, đan đệm bàng, làm bánh, khám phá các điểm di tích lịch sử văn hóa, tham quan nhà Rường, đi thuyền trên sông Ô Lâu, đạp xe tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa. Tất cả hoạt động trải nghiệm ở phiên chợ đã để lại ấn tượng trong lòng du khách gần xa. Bản thân là một du khách trẻ thì em cũng được sinh ra trong thế hệ gọi là hiện đại, cho nên là cái
cuộc sống ở miền quê em rất là thích. Và khi mà về đấy em thấy các cái món đồ người ta tự tay làm và các món ăn hồi trước đây thì mình cũng được ăn. Thì mình cảm giác rất là cái không gian truyền thống này mình rất là yêu. Và nếu như có điều kiện thì em cũng sẽ dẫn thêm bạn bè và các em nhỏ tới đây để người ta cùng nhau trải nghiệm để mình có thể cảm nhận hơn hương vị cuộc sống. Hôm nay được tham gia phiên chợ quê làng cổ Phước Tích ở huyện Phong Điền. Bản thân là một người con của quê hương Phong Điền, được về tham dự nhưng mà cảm giác rất là vui phấn khởi khi được trải nghiệm một không gian thật là mát mẻ, một không khí trong lành. Đặc biệt là những món ăn ở đây rất là dân dã, bình dị và ăn rất là ngon, giá cả thì là rất là rẻ nữa. Và được trải nghiệm những sản phẩm như ở đêm bang Phong Bình, những ở đây là rất là độc đáo và rất là đẹp, và cũng mua một số sản phẩm để lưu niệm lại. Để kích cầu phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới, thời gian qua, Ban Quản lý Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Làng cổ Phước Tích đã xây dựng các kế hoạch đổi mới hình thức tham quan, nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, sẵn sàng các điều kiện để mở cửa lại hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động kết nối kích cầu du lịch với điểm nhấn là phiên chợ hương xưa làng cổ năm 2022. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch dịch vụ đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm, để từ đó góp phần đưa làng cổ Phước Tích trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Để nhằm kích cầu du lịch làng cổ Phước Tích sau một thời gian dịch bệnh, chúng tôi đã xây dựng chương trình phiên chợ hương xưa làng cổ nằm quảng bá các sản phẩm đặc sản của địa phương làng cổ Phước Tích nói chung, nói riêng và các sản phẩm của huyện nói chung, nhằm tạo một cái sân chơi cho các hoạt động dịch vụ du lịch hoạt động trở lại, làm cho người dân họ phấn khởi, sôi nổi để tham gia các hoạt động phong trào du lịch tại làng cổ Phước Tích. Đồng thời tại phiên chợ chúng tôi tổ chức các món ăn dân dã của địa phương, tạo các sân chơi cho các em nhỏ như các trò chơi bịt mắt đập om, trải nghiệm làm trà sen, các sản phẩm của công ty Huế Việt để nhằm tạo ra một cái điểm nhấn đối với khách du lịch đến tham quan làng cổ Phước Tích. Phiên chợ hương xưa làng cổ năm 2022 đã tái hiện lại một không gian chợ quê đậm chất của làng quê miền Trung Bộ với những sản vật và nét văn hóa truyền thống đặc sắc của huyện Phong Điền. Thông qua phiên chợ nhằm góp phần quảng bá hình ảnh con người và các giá trị văn hóa lịch sử vùng quê nơi đây đến với người dân và du khách gần xa. Đây cũng chính là hoạt động nhằm kích cầu du lịch của huyện Phong Điền sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời hướng tới chào mừng Festival Huế 2022. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý. Chiều qua, Viện Ứng dụng và Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học ký kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Công nghệ KEFA về hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác về thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học công nghệ đạt các tiêu chuẩn chất lượng theo đặt hàng của doanh nghiệp và viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu ứng dụng cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp để nghiên cứu tạo ra sản phẩm khoa học công nghệ có đồng thương hiệu và đồng đăng ký sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực hóa dược và dược chất thiên nhiên, xây dựng thương hiệu của các sản phẩm và độc quyền thương hiệu do hai bên hợp tác sản xuất đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này là một trong những bước đi nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Khoa học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương năm học 2022-2023. Theo đó, điểm chuẩn năm nay là 18 điểm đối với lớp tiếng Anh và 14,5 đối với lớp tiếng Pháp, tương đương với điểm chuẩn năm học trước. Đặc biệt, thủ khoa năm nay đạt số điểm 28 điểm với 3 môn thi Toán, Tiếng Việt và Ngoại ngữ. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương có 360 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trên tổng số 1.500 thí sinh dự thi, là năm ghi nhận tỷ lệ chọi khá cao so với các năm học trước. Phương thức tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương là xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh. Chiều qua, trên sân vận động Tự Do thành phố Huế đã diễn ra lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2022 với trận đầu tiên diễn ra giữa U17 Thừa Thiên Huế và U17 Sông Lam Nghệ An.
Giải có sự tham gia của 33 đội bóng trẻ, nhiều nhất từ trước đến nay, đến từ các câu lạc bộ V-League, giải hạng nhất, hạng nhì quốc gia, các tỉnh, thành, ngành và các trung tâm đào tạo trong nước. Các đội được chia làm 5 bảng A, B, C, D và E thi đấu vòng trong một lượt tính điểm. Sau 5 lượt trận, cho 12 đội có thành tích tốt nhất trong 5 bảng vào thi đấu vòng chung kết. Vòng loại bảng B diễn ra tại sân vận động Tự Do do chủ nhà Thừa Thiên Huế đăng cai. Bảng B gồm 5 đội Thừa Thiên Huế, Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sáng nay, Ủy ban dân phường Hương Sơ, thành phố Huế tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2022. Đại hội lần này có sự tham dự của bà con nhân dân tại định cư thuộc dự án giải tỏa dân cư di tích kinh thành Huế. Tham gia đại hội năm nay có 6 đơn vị đến từ 6 khu vực trên địa bàn phường, trong đó có khu vực 6 là đơn vị thuộc hai tổ dân phố tập trung bà con nhân dân tại định cư tại nơi ở mới. Điểm nhấn của lễ khai mạc là diễu hành biểu dương lực lượng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương. Đại hội dự kiến diễn ra đến hết ngày 17 tháng 6 với 5 bộ môn chính gồm cờ tướng, chạy việt dã, kéo co, nhảy bao bổ và bóng đá. Qua các lần tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao phường Hương Sơ thực sự là một ngày hội thể thao của toàn dân, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phan Thế Thiện, sinh năm 1996, Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế và Ngô Văn Hân, sinh năm 1998, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 0 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2022, tại nhà của Phan Thế Thiện, thôn Bỉ An, xã Phú Dương, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế phối hợp với công an xã Phú Dương bắt quả tang Thiện, Quang và Hưng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 11 viên nén màu đỏ. Bước đầu, cả đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp. Kết quả test nhanh ma túy, cả ba đối tượng đều dương tính. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.